Trời ơi, nay em tìm được cái cây này, nó quý lắm các bác ơi. Quý và rất là hiếm, cứu tinh cho dạ dày, trào ngược và viêm loét các bác ạ. Nên bác nào cứ đi đâu thấy cái cây này các bác nhổ luôn về cho em. Và làm sao các bác cất đi, các bác phơi khô cất đi dùng dần ạ. Vì không phải lúc nào mình cần là nó có đâu ạ. Bác nào đang khổ sở vì đau cả ngày, đau quặn từng cơn, no cũng đau, đói cũng đau, nhiều khi mất ngủ về đau luôn, ợ hơi, ợ cay, ợ nóng, buồn nôn, nôn khan, ngực đau tức cái lồng ngực của mình, cổ họng thì nhiều đờm, sưng viêm ngứa rát, đắng miệng, trắng lưỡi, hơi thở có mùi hôi đấy, cứ kiếm ngay cái cây này cho em. Có bác nào có nhận ra đây là cái cây gì không ạ? Cây này không phải khi nào mình cần là mình kiếm được đâu, vì nó rất là quý hiếm ạ. Cô em gọi cây này là cây bồ công anh ạ. Bác nào đã từng làm rồi, đã từng dùng rồi, các bác bình luận vào cái video này cho mọi người cùng biết ạ. Còn bác nào chưa thử, nay làm thử luôn cho em ạ. Chuẩn bị cho em khoảng 30g lá bồ công anh, 10g lá khổ sâm, 50g lá khôi tía, mang tất cả đi rửa sạch đi cho em. Sau đó là cho vào một cái nồi, cắt nhỏ ra, đổ vào 1,5 lít nước, đun sôi đến khi nào còn lại một nửa thôi ạ. Tắt bếp để nguội, chia phần nước mà mình đun được đấy, làm 3 phần uống 3 lần cho em, uống trước bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ ạ. Cứ nấu đều đặn như thế, ngày nào nấu, uống hết ngày đó cho em, kiên trì trong vòng khoảng 10 ngày thôi, sẽ được cải thiện các vấn đề liên quan đến viêm loét, vi khuẩn HB, trào ngược dạ dày sẽ được cải thiện ngạc nhiên đáng kể luôn cho các bác. Bác nào mà kiếm được cây này, cứ làm luôn cho em, áp dụng luôn ạ. Bác nào mà không kiếm được và không có thời gian làm bài thuốc này, vì thực tế là không phải kiếm, thích kiếm là kiếm được đâu, thì có thể tham khảo cho em về cái gói thảo mộc này ạ. Trào ngược dạ dày, vi khuẩn HB, viêm thành bờ cong lớn nhỏ, hay là các vấn đề liên quan đến đầy trứng bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ cay, ợ chua, ợ nóng, đắng miệng, trắng lưỡi, buồn nôn, nôn khan, cổ họng, rất là nhiều đờm nhầy nhớt, nó bám dính, nó queo quánh, rất chặt luôn, khạc nhổ cả ngày mà không được đấy, hay là làm sao, vi khuẩn HB, xương huyết sẽ được cải thiện, các bác hãy tham khảo ạ.